các bác. Nắng dã man, gần 6 giờ chiều mà vẫn oi lắm. Nhưng hôm nay có tí gió, có tí gió rồi. Thì cây mà để trên mái mùa này thì hại lắm các bác, cháy. Lá già thì thôi không nói, nhưng mà cái lá non mới già là thôi ra đi luôn đấy. Chết cây thì không thì còn tạm thời chưa nói, nhưng mà cháy hết lá. Tôi chưa kịp chè được, cháy hết rồi. Cháy, lá non cháy hết kìa. Đây, cháy. Đấy, vườn cho đây được mấy hôm đấy. Cháy, được vườn lá non cháy. Chứ còn lá mà đã bánh tẻ rồi thì không vấn đề gì cả. Như cây này không vấn đề gì cả. Đấy. Thế bây giờ thì toàn đôn tàu với chậu Trung Quốc đây. Chậu sốt, nói tiêu táo đi. Và tỉa cho nó gọn gọn tí để bày ở đây đi. Có ai đến chơi nhìn cho nó vui. Các bác thì tỉa cây xanh này, gồm đồm cái sung này nữa. Cây xanh kia nữa. Cứ làm dần đi các bạn. Vừa tắm xong mà đã ướt hết người rồi. Triển thôi. À, cái sung này trước nó sung túc đây. Đấy, có tí gió nó đỡ. Có tí gió nó đỡ các bạn ạ. Có tí gió. Có cái nắng, có cái gió. Thiếu cái gió rồi. Anh em vừa làm gì đấy? Ờ. Có sai. Ừ. Mấy gốc đẹp thế nhỉ? Quản phôi đấy. Này xong hết chưa? Chả có gì, vẫn cứ thế thôi. Cứ thế ở thôi. Mày qua này có tiếng gió không đấy? Thank you.
Ừ. Vậy thôi. Thế là sao? Cái này thì form có rồi, cứ thế cắt thôi. Chả là gì cả. Cắt nó cây xanh kìa các bác nhé. Lọc thêm cây này nữa. Cây sung và cây này. Và cây xanh ở giữa kia. Cây này là mua là nhiều tiền đấy. Mua trên Hữu Bằng, mua trên Facebook. À, mười mấy triệu lần các bác. Bác nhìn thế này chắc bảo điên nhưng mà mười mấy triệu rồi các bác lúc mua đấy. Lúc mua trong lóc, có gì đâu. Đấy. Mua mười mấy triệu bạc. Thế bây giờ tỉa nó qua tí các bác ạ. Nó lồm nhồm ở trên cao này, sân nó sạch, nhìn nó không quái, nó tỉa nó gọn gọn chút.
Rồi. Đấy. Cái lúc mua này nó có cái chốt này, chốt này nhưng chưa cắt. Thì lúc ấy nhìn nó gần như này, chụp thì sướng lắm. Lúc ấy kéo bảo mình gần 20 mình múc. 20 mình múc đấy. Lúc ấy mau mau lắm, lúc ấy đang có đôi đồng trong túi. Thì chuyển ngay. Chuyển xong tuần sau mới về lấy cây mà. Mua là mua ở gần quê ấy, gần quê nhà, nhưng mà hôm ấy lại không có ở Hà Nội, mới đang ở Thái Bình. Thì muốn sở hữu thì phải mua chốt đặt tiền thôi. Thấy bệ biết ổn lắm, nó xuống tận dưới này. Cái cây để khoe các bác sau thì nó còn đang nuôi. Nói chung là một cây mua rất nhiều tiền. Tạm thời chưa bàn đến đẹp hay là xấu, nhưng mà cái cảm xúc cái lúc đấy mình mua, mình xin bỏ ra rất nhiều tiền để mình mua sở hữu rồi. Đó. Rồi, lại cho xuống đất thôi. Đó, cái sung đây. Cái sung thì nhìn rất hoành tráng đây. Đó. Rất phê không? Cái này vừa cắt xong. Cảm ơn các bác nhé.